Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình là Coi Xin Mày và mình đã quay trở lại rồi đây. Chào mọi người đến với lại một clip nữa của Bẩn Bựa Boy. Ok, và Bẩn Bựa Boy đã quay trở lại rồi đây. Và như mình đã nói thì cái tem kit chỉ số HP gốc 200, cái gốc 200 và sức đánh gốc 300. Anh em nào cảm thấy đủ mạnh solo thì cứ PM mình, và đặc biệt là phải đúng 20 triệu sức mạnh nhá. Hôm nay thì mở đầu trận chiến có một thanh niên trái đất AD Móc, anh ta cũng khá là mạnh, anh ta thách đấu mình. Và anh ta đồ cũng khá là kinh tại vì HP của anh ta rất chi là ghê. Và mình sẽ chơi full item. Ok, tất cả sẽ chơi full item. Full item hết trận đấu nó mới hấp dẫn được. Ok, và mình sẽ mang đó là 22 viên đầu 10 vừa xin ông Kenzen Pro và 3 món hút HP 6 sao. Đồ như cũ, một cái găng da phi cô 900 sức đánh và một radar 20% phản sát thương. Và trận đấu của những tem kit xin được phép bắt đầu chang. Ademot vô mày, sợ ta hay sao đấy? Sợ ta, nãy thách đấu ghê lắm mà, thanh niên Bùi Minh Nhật ở Facebook khá là ghê, anh ta mạnh miệng thách đấu mình khá là kinh điển. Không biết anh ta đã chạy đi đâu rồi đây. Anh ta đâu rồi anh em nhỉ? Thách đấu mày, vô mày. Thách đấu đâu rồi nhỉ? Úi dồi ôi, vãi cả trưởng thật, hay là anh ta sợ mình ta? Có khi nào anh ta sợ mình không? Có thể lắm chứ. À, ôi dồi ôi, bắt đầu ghê thế nhỉ? À thì một anh ta HP khá là ghê, kinh thật chứ, vãi linh hồn, ghê quá nè. À, và mình xin nói luôn, Ademot là thanh niên Bùi Minh Nhật ở trên Facebook, anh ta cũng HP gốc của anh ta và cái gốc của anh ta cũng 200, và đặc biệt sức đánh gốc của anh ta cũng 300. Và một điều trùng hợp nữa, anh ta họ Bùi, chung họ với mình. Và một điều trùng hợp thứ hai đó là mình mang cải trang ở giờ, còn anh ta mang cải trang Sinbato. Ơ trời ơi, ghê quá, hên mình bút đậu kịp. Xém nữa ra đi quê lắm đây, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học cái thằng ở cái thằng Sinbato này. Trận chiến của giữa Sinbato với lại ở giờ. Qua đây, mày không có ván bay con đi. À, nó không có ván bay, mình có khủng long bay. Khá là ghê, mày trận đấu lên đây. Lên đây, Ademot đang tấn công. Đang tấn công và lượng sát thương của mình lớn hơn nó, nhưng mà HP của mình thì chỉ có 28k thôi anh em biết đấy, 28k4. Còn Ademot anh ta tận 43k HP, khá là kinh điển. Đúng là một trận đấu của tem kit, trận đấu kinh khủng của server 2. Trận đấu kinh điển của server 2 mà chúng ta chưa bao giờ được xem. Mình mang 3 món hút 6 sao và một găng da phi cô cấp 6 và một radar 20% phản sát thương. Úi dồi ôi, hên quá, xém nó ra đi. Úi dồi, kinh quá, thanh niên quẩy quá nhiệt tình. Mày này, mày Masenko cấp 6 này con. Thực sự thì mình có Masenko cấp 7 rồi, nhưng mà mình thấy Masenko cấp 6 xảy đá hơn. Ơ thanh niên Ademot lên bảng kia. Mày thấy sự lợi hại của Bẩn Bựa Boy chưa? Mày thấy chưa, vỡ mồm chưa con đĩ này? Chết mày chưa, cho mày chưa? VIP quá khen, quá khen. Ôi giời ơi, trái đất là mày, choáng hả mày? Chơi hết á. Thích thì anh chơi mày thôi, không phải ngán, cứ mua hết đậu vào đây. Thích thì nhào vô Ademot liên tục ca mê kìa. Vỡ mồm rồi, quá ghê. Ademot kìa, úi dồi ôi, kinh khủng, kinh điển. Một cú Masenko này, nó không có khủng long bay anh em ạ. Đặc biệt của nó là nó không có khủng long bay, nó không có cân đầu vân, trái đất người ta gọi là cân đầu. Úi dồi ôi, 1/2 chặt thương của, 1/2 máu của Bẩn Bựa Boy đã đi rút đi. Hên quá, mình bút kịp đậu 10, vỡ mồm. Xém đây là vỡ mồm, đúng là trận đấu, đây mới gọi là trận đấu của những thanh niên chân chính này. Anh em này, mình nói thật luôn, hiện giờ toàn là góp VIP với lại toàn hack, rồi thì nào là đam một cú mấy triệu HP như alo, ghê quá. Hôm nay chúng ta sẽ trận chiến được một trận đấu, thấy được một trận đấu kinh điển giữa tem kit Ademot với lại Bẩn Bựa Boy. Ademot liên tục tấn công vào Bẩn Bựa Boy, và Bẩn Bựa Boy thì không mất máu bởi vì anh ta có một set hút 6 sao. Còn Ademot thì anh ta chỉ có đồ đánh nhau thôi, đồ 900 sức đánh thôi, đánh gần như là không mất máu. Bẩn Bựa Boy, và Bẩn Bựa Boy anh ta đã mất đi 1/2 cây máu rồi. 1-0 đã dành cho Bẩn Bựa Boy, và liệu có 2-0 không đây? Chúng ta sẽ đánh 3 ván thử coi ai thắng 2 là người đó chiến thắng. Ademot anh ta phải nói rằng thách đấu mình là phải nói rằng khá là ghê rồi. Anh ta đồng ý lời thách đấu của mình là khá là ghê rồi. Không phải anh ta đồng ý lời thách đấu mà anh ta cương quyết đấu với mình. À, anh coi solo với em không? Solo thì solo, tao sợ mày à. Ngán mày quá cơ, anh nhùng mày quá cơ. Thích thì cần 2 thằng như mày luôn đi chứ. Ngán gì mày, Ademot này.
sợ đấm Demon này, liên tục là những cú đấm Demon vào mặt và có choáng nữa. Demon đánh ta choáng kịp thời rồi. Ô, bút đậu lên hền quá. Ui rồi ôi, kinh quá. Phản sát thương của mình nhá, 20% phản sát thương đấy. Vỡ mồm mình rồi. Chết cha, hút nhanh lên. Hút nhanh. Úi giời ơi, chết hiền quá, bút đầu kịp. Trời ơi, cái chết kề cận luôn, mình thề phát nó xem chết luôn. Ademon tê 2k HP. Hồi đậu lên rồi. 34k HP, hồi lại đậu kinh quá đi. Phát nó mình xem chết đấy chứ. Vỡ mồm thật, công nhận kinh thật. Ademon 2k HP, 500. Ademon lên bảng người chiến thắng trận 2 lại là Coi Oxy 57. Một chàng vỗ tay. Người theo hương hoa mây mù răng lơi quá phê lời. À, không thắng được mình đâu. Tưởng trái đất mà ghê, mày trái đất có choáng mà kinh à mày. Trái đất có phải kết bạn. Những thanh niên mà tem kit là mình phải kết bạn lại để lập một cái tem riêng. Đấy, mày tưởng tem kit mà tao sợ mày à. Vô đây, tiếp tục trận thứ 3. À, 2-0 dành cho bẩn bựa boy. Bây giờ mình sẽ tháo cái ở dơ ra, chấp nó cái ở dơ đi. Đấy rồi, chấp nó cái ở dơ vô. Yo, lần giờ mình sẽ chấp nó cái ở dơ luôn. Dô nào, đây là cơ hội tốt cho mày đấy. Ademot à, Bùi Minh Nhật, tên rất chi là đẹp. Mình tên là Bùi Xuân Quân, nó tên là Bùi Minh Nhật. Một sự tranh đấu trùng hợp. Úi xời ơi, quá ghê luôn, có choáng. Ademot đang tấn công vào mình, 2k1 một hit, quá ghê. Và lần giờ mình không còn ở dơ nữa. Úi xời ơi, ghê thế nhỉ. Kinh hồn ra. What the fuck, what. Úi dồi ôi, 2-1 dành cho Ademot. Quá ghê, chỉ vì một chút sơ sẩy thôi. Nhưng mà Ademot anh ta đã thắng được một trận. Quá tuyệt vời. Đấy, Ademot anh ta 4.4 sức mạnh này. Quá ghê. Và việc chấp ở giờ thì anh ta có một lợi thế khá là lớn, khá là kinh. Thấy tự nhiên Ademot mạnh hơn hẳn sau khi mình tháo ở giờ ra. Khá là ghê. Và đây là trận đấu cuối cùng của Tem Kit. Ai là người chiến thắng đây? Mình đã chấp rồi. Quá ghê luôn. Ademot anh ta chỉ còn 91 HP rồi, anh ta hồi đậu lên rồi. Khá ghê luôn, quá kinh điển. Và đây là trận đấu hấp dẫn nhất từ trước tới giờ mà các bạn được nhìn thấy. Quá kinh. Vậy đó, đang Ademot anh ta đang dồn sát thương và bẩn bựa boy đang chịu một lượng sát thương khủng khiếp và đang cố gắng chịu đựng đây. Oh my god, lượng phạt sát thương của Ademot rất chi là lớn, tại vì anh ta là trái đất mà. Anh ta là trái đất thì anh em cũng biết rồi đấy. Quá ghê luôn. Và Ademot anh ta 28k HP, 27k HP, 22k. Và anh em thấy rồi đấy, bẩn bựa boy hút HP quá kinh hơn. 9k HP, 39k HP, anh ta đã hồi đậu lên rồi. Trận đấu cực kỳ hấp dẫn luôn, trận đấu hấp dẫn nhất trong tất cả các hành tinh cho đến thời điểm hiện tại. Theo mình thì mình làm clip hơn một năm trời rồi, và đây là trận đấu hấp dẫn nhất chăng. Phải nói rằng quá hấp dẫn. Quá hấp dẫn, toàn là đồ 6 sao không, đánh nhau quá phê lòi. Quá phê luôn, chắc mình phải mang ở dơ vào mới thắng nó quá. Nó ghê quá anh em ạ, kinh phết đây. Gọi là có chút bản lĩnh đây, 41k HP rồi. Ghê quá đi, em bắt đầu cảm thấy sợ hãi Ademot rồi. Quá ghê, Ademot liên tục tấn công vào người mình, có một cú Kame và lấy đi 1/4 cây máu của bẩn bựa boy. Nhưng mà không sao, bẩn bựa boy vẫn núp sau một cái thân cây và anh ta đang liên tục cống hiến vào người Ademot. Có choáng, lượng sát thương được tạo từ Ademot là khá lớn. Anh ta liên tục đánh, liên tục chưởng vào người mình. Nhưng mà không sao, có cần bơm đậu không đây? Không cần bơm đậu. Hút HP lên nào, cố gắng hút HP lên. Hút HP vẫn kịp, Ademot anh ta lên bảng rồi. 3-1 dành cho bẩn bựa boy. Tuyệt vời. Tuyệt vời, không biết Ademot anh ta còn đứng lên được nữa không. Mình đã chấp ở giờ rồi, nhưng mà anh ta vẫn không thắng được. Mình sẽ chấp anh ta thêm cái radar hả ta. Chấp cái radar thì hơi lố. Quá ghê. Anh ta liệu anh ta còn có muốn một trận nữa không đây, hay để bẩn bựa boy thể hiện luôn. Nhưng mà phải nói rằng Ademot cũng khá là ghê rồi. Và lần giờ mình sẽ chấp anh ta một cải trang và một cái radar. Mình chỉ xài 4 món thôi. Ok. Và anh ta bây giờ lượng sát thương của anh ta là khá là lớn. Ồ, quá kinh nhỉ. Đam ghê thế, phết đấy. Có chút bản lĩnh, gọi là khá ghê đấy. Anh ta dù sao anh ta vẫn thắng được mình một ván, anh ta cũng khá là ghê rồi. Mình cũng có lời khen dành cho anh ta. Ademot khá kinh. Và tại vì mình mang đồ 6 sao nên hút lượng hút HP của mình khá là ghê. Quá kinh luôn, kinh điển, siêu kinh điển là đây. Một đấu một, trận đấu của những tem kit 20 triệu sức mạnh, sức đánh gốc 300 HP và cây 200. Và giờ anh em đã thấy được một trận đấu, đã thấy được một trận đấu đang chiến đấu đây. Một trận đấu hấp dẫn nhất từ trước tới giờ của tem kit. Ademot liên tục choáng, liên tục dồn sát thương vào người mình. Và anh ta đã hồi đậu lên 43k HP.
và lượng sát thương của bận bữa boy đã mất đi một nửa HP, anh ta bắt buộc phải bơm đậu 10 vào cho mình. Và đây là trận đấu cuối cùng rồi, bận bữa boy cũng sắp hết item. Phải nói rằng sau cú này là đã hết item rồi, hết trận này là hết item. Những trận đấu cực kỳ là hấp dẫn, có vẻ như mình sắp hết item và AD mod anh ta cũng vậy hay sao đây, sắp hết item rồi. Oh my god, những trận đấu, những hồi kết, không biết ai sẽ là người chiến thắng. Hiện tại thì vẫn là 4-1 dành cho bẩn bựa boy, 4-1 hay 3-1 gì đó dành cho bẩn bựa boy. Hy vọng là ván này AD mod sẽ win mình để cho nó gọi là có chút căng thẳng. Ok, rồi ôi, bình luận quá nhiệt tình như vậy mà anh em không để lại một like thì mình hơi phí đấy. Trận đấu hấp dẫn mình đang mang trên người đó là 3-1 hút 6 sao, vẫn là 3-1 hút 6 sao và một cái găng da phi cô khá là ghê. AD mod anh ta đang thể hiện mình là một người dày dặn kinh nghiệm khi chơi trái đất. Hồi đậu vào, anh ta chưa xài choáng, hồi đậu vào rồi, khá là ghê. Những cú đấm, đấm thường, cả hai bên đang solo đấm tường. Và mình đã hết item rồi. AD mod không biết anh ta có xài thêm item, nếu anh ta xài thêm item thì chắc chắn anh ta sẽ chiến thắng mình. Nhưng mà hôm nay anh em đã thấy được những trận đấu của Temkit, chỉ số 200, 200, 300, khá là ghê luôn, không ai chiến thắng nhau cả. Nhưng mà một chút may mắn nào đã tới với mình và giúp mình thắng 3 trận, và AD mod chỉ thắng được mình một trận thôi. Quá kinh điển, khá ghê. Và bây để cho đến thời điểm hiện tại, AD mod vẫn chưa chết, anh ta vẫn đang hồi đậu lên. Và mình đã hết rồi, mình đã hết item và thôi, mình đã hết item rồi, trận đấu đến đây là kết thúc thôi. Bỏ lại bao nhiêu niềm đau và thương. Úi dồi ôi, quá mệt mỏi. Những trận đấu của những Temkit, không ngờ hôm nay BK sướng tay như vậy. Mình đang khởi động lại tay để hôm sau có thanh niên nào mà hổ báo thách đấu thì chơi tiếp. Ok, thôi được rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Quá hấp dẫn. Mặc dù trước mặt của bản bữa boy, nhưng AD mod vẫn cho thấy anh ta là một trái đất kỳ cựu. Quá ghê, quá kinh điển. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình. Bẩn bựa boy, siêu Namek, Temkit. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Đấy mới gọi là Temkit. Anh em có hiểu Temkit là gì không? Đấy mới gọi là Temkit. Những trận đấu của Temkit. Ok, hiểu rồi chứ? Anh em đã hiểu rồi thì thực hiện đi nha. Ok, bye mọi người. Nhấn like, subscribe, ủng hộ cho mình. Ok, bye anh em. I